Xin chào mọi người, tôi lại tiếp tục cho mọi người xem một bộ đuôi tiên cá trọn vẹn của một VIP Kit Việt Nam đến từ Tiền Giang. Đây là trọn bộ đồ mà bạn ấy chuẩn bị mua. Và tôi cũng có một câu hỏi cho bạn ấy, nếu bạn ấy trả lời đúng thì tôi sẽ tặng cho bạn ấy tai nghe chống nước của Teon Sony Walkman. Câu hỏi rất là đơn giản, bạn ấy trả lời hay là các bạn ở trên mạng trả lời cũng được. Câu hỏi là Teon đã bơi được bao nhiêu hòn đảo trên thế giới rồi, bạn nào trả lời đúng nhất thì tôi sẽ tặng cái này. Và các bạn ghi cái phần câu trả lời vào trang web teonmermaid.com nha, nó có cái mục chat Facebook á đó. Đó, bạn nào trả lời đúng thì tôi sẽ tặng cho cái bộ này. Bộ này tôi mới mua, bơi qua được hai hòn đảo ở Corom Salam với Corom thôi, Corom Cocun và Corom Salam. Tôi bơi qua ba hòn đảo rồi, tôi mới dùng khoảng 100 lần thôi, nghe nhạc khoảng 100 lần thôi, nó còn mới tin nè. Này tôi mua 2 triệu mấy. Đây là câu hỏi mà tôi dành cho bạn đó. Đeo cái này vô tai phone vừa bơi vừa nghe nhạc rất là phê, và có thể chống nước được luôn đó nha mọi người. Rồi, tổng kết lại, và bạn này này sẽ có một cái bộ đồ bơi kiểu Rasga, là áo tay dài, đuôi tiên cá, thiết kế cùng với mắt kính bơi phù hợp của hãng Speedo bơi đua lại cực xịn nhất, cùng tông màu. Và tai nghe chống nước được thiết kế của hãng ở Úc, Aqua Plus, không, hãng Zeus. Hãng này rất là nổi tiếng bên Úc, cùng màu luôn. Tặng cho bạn ấy một chiếc túi xách tiên cá, chàng tiên cá màu nâu, này tiên cá màu trắng. Và nguyên nhân tặng như vậy là bởi vì mẹ bạn ấy nói là bạn ấy mua kính bơi ở dưới quê nó dởm quá không xài được, nên Teon đưa cho bạn ấy kính bơi cao, nón bơi cao cấp nhất của Hàn Quốc và nổi tiếng trên thế giới. Các bạn chơi Facebook chó rao và các bạn sẽ thấy chiếc nón bơi này. Chó rao và các bạn, đây là những nhân vật nổi tiếng hoạt hình, logo có tem chống giả luôn đây đó, mọi người thấy chưa, đồ tôi bán là cực xịn nha. Các bạn lên trang web hookmon.com, ở phần mục accessory á, là phụ kiện á, sẽ biết được cái giá cái nón bơi này nó bao nhiêu tiền, mà do tổng giám đốc của cái thương hiệu nổi tiếng này hookmon.com nha các bạn. Xách qua cho tôi lên trên đó coi đi là biết đồ nó xịn cái nào, nó ngang ngửa với Speedo và thậm chí là muốn hơn luôn á về thiết kế. Thì bây giờ nón bơi trong cái bộ quần áo này của bạn này á, thì chỉ có cái nón bơi hình chú heo mà chỉ tay vô mặt người ta, kiểu giống như tao là rất kích nè mày, là ý nè anh là con nhà giàu nè mấy cưng đó, kiểu sóc sóc người ta vậy đó. Đó, rất là ngầu cool, rất hợp với em, nên đeo nón bơi tập luyện bơi. Bởi vì khi nón bơi đeo kết hợp với mắt kính bơi á, thì sẽ chống nước tốt hơn. Và khi mình đeo nón bơi vào á, thì tai nghe chống nước của mình được bảo vệ trong nón bơi, không bị rớt mất. Không có nón bơi là không có được. Khi nào bơi biểu diễn chuyên nghiệp hay cái gì đó thì mình mới không dùng kính bơi, nón bơi hay tai nghe chống nước. Còn khi tập luyện và khi thể hiện đẳng cấp của mình thì mình phải sử dụng những cái đồ này, người ta biết mình, ồ bạn này là chuyên nghiệp, bơi chuyên nghiệp, và nhìn nón bơi của bạn ấy là biết thể hiện là bạn ấy, ồ VIP rồi nha mọi người. Không phải cha mẹ nào cũng có điều kiện mà sắm cho con em của mình đồ bơi chuyên nghiệp đâu. Phải là thương yêu lắm. Và không phải cha mẹ nào cũng biết đầu tư những cái đồ dùng cho con mình có sức khỏe, có trí tuệ đâu. Các bạn coi đi, các gia đình đại gia ở Việt Nam, mấy ai đầu tư cho con em mình được như vậy? Cho mấy em chơi iPhone, iPad, không cho các em sức khỏe và trí tuệ, mấy em không có được cái gì hết. Tội nghiệp tương lai của mấy em. Và đây là một gia đình rất là tuyệt vời, đầu tư cho con cái mà tôi thấy là đỉnh thì đỉnh của đỉnh. Các bạn coi đọc báo nhiều thấy MC Hoài Linh, MC Quyền Linh đúng không? Có hai cô con gái xinh đẹp chân dài miên man từng mua đồ bơi tiên cá của Teon đó mọi người. Bơi mang đuôi cá vô, những em mà gặp lại tôi sau 6 năm chân của mấy em ấy dài mà đẹp, mà mọi người cứ hỏi tại sao là con của anh chị đẹp như vậy, chân dài như vậy. Mọi người thường nói là ăn uống, và mọi người cũng hay giấu là không có nói là do con em mình học bơi tiên cá, bơi với cái đuôi cá của Teon thiết kế nó giúp cho cái chân của mình nó dài ra thêm. Bởi vì cứ tập luyện mang cái đuôi cá vào và cứ vũ cái phần đuôi của mình ra ngoài riết là cái chân nó dài hơn cái mình. Tôi nhìn nè, các bạn nhìn nè, chân tôi đi. Chân tôi nè mọi người. Hơi dài thôi, bởi vì sao? Tôi hồi nhỏ là không có đủ điều kiện như mọi người, mà được cha mẹ đầu tư như vậy. Cái thời tôi nó còn khổ lắm mọi người, sinh năm 1986. Đó. Mà sau 25 năm tập luyện mới tạo ra một cái cơ ngơi như vậy và thực hiện ước mơ cho mấy em nhỏ. Nhiều bạn nhỏ không biết, những anh chị lớn chứ không phải mấy bạn nhỏ, ganh tị Teon. Thấy tôi làm việc hay quá, đúng quá, bắt đầu ganh tị, nói xấu Teon này kia, nói Teon là bán đồ bơi giả, trời ơi, bán tôi bán đồ dởm, mọi người nhìn coi đồ này đồ dởm. Nói chung là người ta thấy ai hơn mình là người ta sẽ ganh tị. Và bây giờ các bạn có điều kiện mặc đồ bơi xịn của Teon đẹp như vậy đi bơi, người ta không có, chắc chắn người ta sẽ cười mình, người ta nói xấu mình. Nhưng mà các bạn ơi, những người nói xấu mình là những người đang ganh tị với mình và những người đang chia rẽ mình, không muốn mình có được những cái điều tốt đẹp, là thấy mình làm chàng tiên cá hay này tiên cá cái đợt chọc quê hay gì đó. Thật ra là họ đang ganh tị và mình đang mặc đồ bơi xịn nhất, tốt nhất, chứ không phải những cái đồ bơi tiên cá dởm bán trên Tiki, Lazada, Sen Đỏ. Những cái đó là những cái đồ mà không có bơi lặn chuyên nghiệp được. Và bây giờ tôi cho coi đuôi tiên cá của tôi.
thọc cái tay xuống dưới móc lên liền luôn, không nhấc chân lên mất dép. Có chân đạp cá kèo coi gì được. Chiếc cá đó. Đây là chiếc đuôi tiên cá của Tiêu. Chiếc monofin, gọi nó là monofin nhưng gọi nó chính xác là đuôi cá. Nó sẽ mang lòng vào trong cái chiếc da đuôi này. Và nói về cái đuôi cá này, mấy năm qua thì Tiêu còn làm bảo hành 1 năm, nghĩa là các bạn mua đuôi cá này về dùng với bộ đồ, sau 1 năm các bạn lại Tiêu đổi cho đồ mới. Và cái chính sách này Tiêu luôn duy trì trong suốt 6 năm qua. Và khi mà đại dịch corona xảy ra thì tôi không nhập được hàng nữa. Thứ nhất là về chất lượng monofin này. Đây là cái miếng ở bên trong mà có thể là chịu được cả tạ, cả tấn, bẻ nó cũng không bao giờ nó gãy. Nó cứng như vậy. Đây là miếng đeo vô chân để mình bơi. Và phải nhập hàng từ bên Hồng Kông. Và các bạn thấy Hồng Kông bây giờ là cái gì? Hồng Kông đang xảy ra những cái cuộc chiến tranh nội chiến, làm cho tình hình kinh tế nó đi xuống. Và những cái này bây giờ đặt rất là khó. Cái miếng bên trong và cái miếng vải bên ngoài thì nhập từ Hàn Quốc. Và các bạn coi, ở cái góc này nó được thiết kế như vậy. Và xuống đây mặt sau của nó là thiết kế như vậy. Và đường chỉ mai của nó là chắc chắn vô cùng, không phải là đồ bơi phin phin. Tôi mang cái đuôi cá này mà tôi đã bơi test một tháng trời sống trên hòn đảo Corom Solom. Tôi bơi 25 km mỗi ngày liên tục như vậy từ sáng tới chiều cùng với đuôi tiên cá này, và nó không bị gì cả. Và một đuôi cá này chắc chắn mà bơi ở cái cường độ của Tion á thì một năm nó cũng không banh, huống chi là các bạn mua về tập luyện thôi, biết khi nào mới hư. Chỉ là các bạn không biết xài, các bạn bơi cân bằng nước bằng tay, bằng chân chưa có hoàn thiện thì các bạn va quẹt mấy cái cạnh này vô thành hồ bơi rồi các bạn mang cái này nhảy trên bờ thì nó mới rách thôi, chứ không bao giờ nó hư được. Tion là tính đổi đuôi tiên cá mới cho cái bạn này luôn nè. Đuôi tiên cá bạn ấy cũ rồi. Vòng cổ chân của bạn ấy là 22. Thì cái vòng cổ chân ở này thì nó đủ luôn rồi. Nội cái vải này riêng là mỗi vải là nhập ở một nước khác nhau. Hồng Kông nè. Hàn Quốc nè. Rồi Đài Loan. Ba nước. Mà Hồng Kông với Đài Loan nó cũng giống như Trung Quốc vậy ha. Nhưng mà nó chia ra mọi người. 22. Đây 10 rồi. Chiều dài 10 rồi. Là còn cổ chân này là 20 rồi. Hơn 20 rồi. Vậy là cái này là hợp với bạn đó luôn. Nhưng mà hiện tại cái monofin này ở chỗ Tion là đã không còn cái chính sách là mua bảo hành 1 năm nữa. Bởi vì không lấy hàng được. Hàng bây giờ là đủ chỉ bán hàng mới, đợi qua đại dịch rồi mới bắt đầu ổn định kinh tế rồi mới lấy lại được. Và bây giờ ở đây là chỉ còn đủ để bán thôi. Nếu mà bạn có đuôi cá cũ á, thì nó hết chính sách rồi. Thì bạn đổi qua đuôi cá mới này á, theo cái chương trình của Tion nó là cứ 300.000. Đuôi cá của bạn cũ rách hư vậy đó, đưa lại tôi đổi cho cái mới thì tôi lấy 300.000 thôi. Thì tổng tất cả những cái đồ của bạn ở đây cộng với cái đuôi cá mới, cái nón bơi của bạn là tôi giảm giá còn 200.000 thôi. Giá tôi đang bán là 300.000 và giá bên hàng đang bán là 400. Còn cái này á thì bây giờ chắc tôi ôn là không đổi mới cho bạn được. Tôi hỏi gia đình của mình rồi, không có đổi mới được nữa, bởi vì hết cái chương trình đó rồi. Bây giờ nếu mà đổi miễn phí á, còn đổi mới á, thì là 300.000 nha. Thì tổng cộng hết luôn á, những gì đang hiện hữu ở đây là 3 triệu đồng cho một bộ hoàn thiện. Và cái chương trình của Tion là đang ra cái câu hỏi để bạn mà trả lời đúng là tôi tặng cho bạn cái tai nghe chống nước của Tion đó. Cái tai nghe mà nghe nhạc dưới nước. Và Tion thấy là bạn mua đồ cũng khá là nhiều, mặc dù là rẻ đó. Tion sẽ tặng đồ chơi cho bạn kèm theo. Đồ chơi logo lắp ráp. Đây. Tion có đồ chơi logo lắp ráp.
chiến binh báo đen, tặng cho bạn một hộp. Một hộp này tôi lấy giá sỉ 30.000. Bạn không biết thích này không ha. Tặng cho bạn hai hộp đi. Ok, vậy là tổng chi phí là 3 triệu đồng nha mọi người. Tuyên sẽ tặng cho bạn một đống đồ chơi luôn. Bạn thích lính không? Lính này nó có nhiều kiểu quá. Lính cầm súng trường, lính cầm súng dài, lính cầm súng thục, lính cầm súng đủ kiểu ha. Rồi, đủ kiểu à. Rồi, tặng cho bạn 3 con lính, mấy con robot lắp ráp. Đồ này là tôi chơi chương trình tặng quà cho fan ở trên YouTube khi trả lời câu hỏi vào thứ 6 hàng tuần. Tôi mua sẵn đồ chơi để tặng mấy bạn rồi. Còn riêng bạn học trò này thì nhiều đây. Rồi, tổng trị giá quà tặng lẫn đồ bơi độc quyền của Tion, 3 hộp đồ chơi thì thôi là thấy làm lấy ra đứt vốn luôn rồi đó. Rồi bây giờ là chỉ với 3 triệu đồng thôi. Nhiều đây, tôi sẽ đổi đôi tiên cá mới cho bạn luôn. Và tôi thông báo luôn với mọi người là chính sách bảo hành đôi tiên cá của Tion 1 năm đổi mới một lần không còn nữa. Đôi tiên cá của Tion chỉ có chính sách đổi lại 60 ngày hoặc là chính sách warranty bảo hành giống như bên Finfin Mermaid vậy đó. Bây giờ là Tion Mermaid giống như là chuẩn của quốc tế luôn rồi, không còn cái kiểu kia nữa. Và nhưng mà bù lại là Tion có chương trình tặng quà tươi xanh. Các bạn coi đi. Đừng ngại ganh tị Tion nhé. Hãy như Tion và hãy làm được như Tion chứ đừng ganh tị Tion mà không làm được gì. Đây là những gì mà Tion mang đến một tương lai tốt đẹp cho trẻ em Việt Nam. Chơi đồ chơi này, Lego nè, tăng thêm sức sáng tạo nè, bơi lội tăng thêm sức khỏe nè, sức khỏe trí tuệ, tôi đã cho mấy em đầy đủ rồi. Nhiệm vụ các em là hãy bảo vệ hành tinh này và hóa thân thành chàng tiên cá để thực hiện sứ mệnh của mình, làm Spider-Man. Để bảo vệ thế giới thì mình cũng phải có một cái trang phục để biến hình thành người nhện hay là Superman, siêu nhân. Còn để bảo vệ thiên nhiên động vật thì mình phải biến hình thành tiên cá nha mọi người. Ok. Nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi, nó đau quá, nhẹ nhẹ thôi, nó gì đó đau quá. Coi khoan, có người muốn xin thả cái chép kìa. Rồi xuống đi ông, cái gì đó. Ông cầm con đi. Đừng có thả thằng con một á, mày đổ về hết cho nó ấy. Nó ra ngoài nó mới đi nổi. Cặp bờ đi nổi. Phùng không à, nó thở không nổi đâu. Đá không à, nó không ra được. Không ra được. Rồi, chụp trong chưa? Mày đỡ trong lên đi. Chụp trong viên này. Rồi. Cái đó mắc thằng con ra anh. Thằng con ra. Đâu đem ra đúng rồi thả mẹ. Tèo vào đưa mẹ cho. Không phải đá không mà ra sâu chút nữa đi chị Phượng. Bấm giữa đó, cái trắng đó chụp á. Chụp qua đây, chụp đây nha mày. Không phải đá không mà, không sao đâu, gì đâu. Chụp ở dưới, cứ chụp lại. Con mày chết rồi nha. Đã nhẹ nhẹ, đứng dục mặt. Đã nhẹ nhẹ thôi, trời nó đau. Nhẹ nhẹ thôi, đừng ấy mặt quá. Đẩy ra cho nó ra. Từ từ thôi, thấp người xuống, thấp người xuống. Rồi không sao đâu, cũng xanh dày giật máu, chui gì đó luôn. Nó đẩy ra mày thôi. Em thả cái nó bay trừ. Không đúng. Về lấy để dầu mùa sức vô. Dễ máu mà hả? Dạ. Dầu mùa sức vô cho nó nhanh lành vết thương anh như thế thôi. Chết mẹ rồi, dễ máu rồi. Thấp người xuống để nó rớt bị đau á gì đó thôi.
Có bầu á, nó đang có bầu á, thấp cái người xuống để rớt bị trúng đá đó vậy mà. Cái chết là không không không, cái chị đưa cái chết cho thầy kìa. Để cho thầy đưa thầy. Giờ phải em giờ. Cầm cái bộ đá bắt mặt nha. Cầm luôn nè. Cười nha, đừng làm cá nha.